Sáng ngày 31 tháng 10, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện đã tổ chức hội nghị trao đổi kỹ năng hoạt động, công tác của Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện với Thường trực Hội đồng Nhân dân các xã, thị trấn. Với chủ đề trao đổi kinh nghiệm đổi mới phương pháp tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động, giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân từ huyện đến xã, thị trấn trong huyện. Đối với Hội đồng Nhân dân và đại biểu Hội đồng Nhân dân, việc giám sát là một trong hai chức năng cơ bản của Hội đồng Nhân dân nhằm theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân, chịu sự giám sát trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Hội đồng. Thông qua việc giám sát, chỉ ra những ưu điểm, những mô hình hay có thể phát huy, nhân rộng, đồng thời phát hiện những tồn tại hạn chế và có những kiến nghị kịp thời đối với các cấp ngành để khắc phục những tồn tại hạn chế để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ, quyền hạn và vai trò chỉ đạo điều hành, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, cũng như việc thực thi các chính sách pháp luật ở địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hoạt động giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân từ huyện đến cơ sở đã có nhiều đổi mới, hoàn thành chương trình giám sát hàng năm đề ra theo đúng thẩm quyền quy định. Để nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân từ huyện đến xã, thị trấn cần nắm vững các quy định của pháp luật, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân liên quan đến nội dung giám sát, tìm hiểu thông tin, kiểm chứng thông tin, xử lý thông tin về nội dung giám sát. Kết luận giám sát cần được cân nhắc kỹ, chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót, những bất cập trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân và đề xuất kiến nghị rõ đúng cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm giải quyết, khắc phục.